Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều xem giá lẻ nhé. Em chào bà con nha, hôm nay Trần Anh review một mẫu Ford siêu phẩm của Mỹ nè của chú chị. Em này sản xuất năm 2010, một chủ từ đầu. Xe này của anh công an bán lại cho bên Trần Anh ô tô, ngay chủ ủy quyền đầy đủ tính năng nè. Ford mới đời 2010, hai cụm đèn hầu như mới tinh, không một tí trầy xước nha. Mặt ca lăng trước biểu tượng của Ford. Được chưa ạ? Nước mía. Đây nè cô chú anh chị nè, mới tinh luôn. Nước sơn rin còn, trước sơn rin đâu đó còn phủ lên tới 80% nha cô chú anh chị nha. Form mới là mâm nè, mâm lớn nè. Đây là mâm đôi nha cô chú anh chị. Mâm đôi cực kỳ là ok. Phay nè, phay xước hết toàn bộ. Khá là đẹp, vỏ trước mới 95% luôn. Đây là phần gầm. Xe rin nha cô chú anh chị nha. Không độ chế đây nè. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, công an Đồng Nai, ok. Đăng kiểm tháng 3 năm 2022. Nước sơn nè. Đây là toàn bộ là chất sơn rin hết toàn diện nè. Và đồng thời cản trước có sơn dặm nha cô chú anh chị. Trong này form mới, xi nhan tích hợp, gương lớn hơn nha. Đăng kiểm tháng 3 năm 2022. Hầu như kính là kính rin nguyên bản của xe. Nước sơn cực kỳ là cọp. Kết hợp là ba ghe ghét chân đầy đủ các tính năng nè. Vỏ đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Đây là phần vỏ nè. Vỏ sau nè. Vỏ sau cũng đẹp như nhau luôn. Mâm là nút nguyên bản, đây là gầm nè. Xe này em cũng vừa mới lấy về thôi. Dòng này nói chung là nó chỉ bụi bẩn thôi nha cô chú anh chị nha. Còn đẹp lắm, rửa lên một cái là ngày mai ok luôn. Mai Trần Anh cho rửa đánh bóng. Bánh treo nha. 00395 nè. Phía sau là đèn phản quang nè. Ba ga dê nè, bánh treo là form mới nè. Anh chị coi nè. Bốn cánh cửa nè, đẹp lắm. Đây bà con, hầu như không một tí gọi là trầy xước. Nách cửa là keo chỉ rin hết. Bệ gác chân ở phía sau là những sóng gân, không một tí gọi là phai mờ nha. Hai bên là keo chỉ là rin 100%. Nói chung xe không lỗi nha. Chủ nhà lên Trần 5D rất là mới, 7 chỗ thôi. Máy dầu máy 2.5 turbo thì đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 8 lít đó. Riêng mẫu nó chạy 8 lít, bốc cực kỳ ga điện nữa thì ok. Hết sảy không mà bậy luôn. Quá sức cái trận này. Bốn cái vỏ đẹp như nhau. Mâm là mâm đúc nguyên bản nè. Mâm đôi là phay. Phay là phay nóc hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Rất là bóng nè. Gầm bệ thì sao ạ? Nội thất nè. Khá là đẹp luôn. Keo chỉ nè cô chú anh chị. Rin 100% nha. Dòng này là ghế da 7 chỗ ngồi thôi. Đẹp như nhau nè. Ba dàn lạnh một trước hai sau nha cô chú anh chị. Rất là chất. Nói chung xe không lỗi. Xe không đâm va và không cứng đụng. Trên một chiếc xe nhé. Phần tắp bi chúng ta sẽ có gương chỉnh điện. Côn ga số mới tinh không một tí gọi là phai mờ nè. Keo chỉ là rin hết. Rin hết từ A đến Á nha cô chú anh chị nha. Đẹp như nhau. Hai bên nè. Rất là chuẩn chưa ạ? Ghế nè, sạch sẽ nè, ghế da nè. Rất là mềm mại. Vô lăng 4 chấu. Ga điện. Ga điện bà con chạy rất là nhẹ nha. Đó, nổ máy rồi đó. Êm ru luôn. Chủ nhà đã trang bị là loa súp nè. Trang bị màn hình của Ford. Vô lăng đi đôi là vô lăng 4 chấu, trợ lực dầu cực kỳ là đầm. Đi được 126 ngàn. Đây cô chú anh chị. Đời 2010 nha. Tắp lô tắp bi khá là ok, khá là sạch sẽ nè. Anh chị có ghế da nè. Đẹp như thế này. Củ số, chủ nhà thay củ số da gỗ, khay học tì tay. Nói chung là đầy đủ các tính năng cho chiếc xe rồi. Trang bị là cụm điều hòa cơ. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt. Ga điện thì đẹp rất là nhẹ nha cô chú anh chị nha. Đây nè. Rất là nhẹ luôn. Cực kỳ là nhẹ. Trải nghiệm vô phần máy cùng với em nè. Máy chất lắm. Máy cực kỳ là chất. Mở mở nắp capo lên. Tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nha. Đầy đủ các tính năng. Bốn vỏ mới tinh. Mâm nè. Mới kèn. Đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Đây là cục máy rin. Cục máy rin nha cô chú anh chị. Chưa hề làm máy luôn. Quay cho con này đây nè. Từ những con tán bản lề là phấn son 7 màu còn đẹp như thế này. Cái lỗ ghép y nguyên toàn bộ nha.
chúng ta sẽ có ABS. Hai bên lường là những sóng gân, không có đâm phe, móc méo bên trước xe đâu. Bô e, chúng ta sẽ có bô e nè, tục bô nè. Đây là tục bô nằm dưới đây nè, siêu chất lượng luôn. Keo chỉ là rin chưa, rin hết 100%, xe không lỗi nha. Biểu tượng của Ford hai bên nè, chuẩn xác như nhau nha cô chú chị. Đó, máy đang hoạt động. Nổ êm chưa? Nổ khá là êm. Nảy cách nhiệt nguyên bản nguyên rin luôn. Đam mê về mẫu Ford này alo cho em. Đèn halogen, đèn gầm nè. Chúng ta sẽ có đèn gầm nè. Đèn là đèn rin nè. Chủ nhà pha led hết một tí xíu. Nắp cabo không có dấu hiệu lỗi lầm. Được chưa? Đó là form dáng em Ford Everest mà Trần Anh ô tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con cô bác đó. Cô chú anh chị cùng trải nghiệm, trải nghiệm phần gầm với em nhé. Số máy nha. Anh chị có số nè. Số bao đèn không? Số cầu sau là bao rin. Nha cô chú anh chị. Rất là chuẩn. Gầm bề cao ráo sạch sẽ. Đó. Không có một tí là mục ngọt đâu. Bên em còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Được chưa? Cực kỳ là ok. Mới tin. Trần Anh xin kết thúc channel tại đây này nha. Hẹn cô chú anh chị ở clip sau bên Trần Anh Auto.